Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với viên ngày hôm nay Như vậy là chúng ta đã có một đỉnh mới trong năm 2023 Và tháng 12 đã khởi đầu phải nói là gần như là hoàn hảo đúng không ạ Khi mà Bitcoin đã từ rất lâu rồi mới chạm đến con số là trên 40.000 đô Mặc dù là những cái thông tin liên quan đến ETF chưa được thông qua Nhưng chúng ta có thể thấy là cái sự phô mộ của thị trường Trước khi thông tin này được thông qua là như thế nào vậy thì sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh cái thông tin này ví dụ như là trong trường hợp là hai ba tháng tới mà SEC không thông qua ETF thì Bitcoin liệu có thể tiếp tục duy trì cái đà tăng phong môn này nữa hay không hay là sẽ điều chỉnh mạnh Đúng không ạ thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn một số những cái thông tin quan trọng liên quan đến Bitcoin cũng như là những cái thông tin bên lề khác để các bạn có thể có được cái kế hoạch tốt nhất. Ok chúng ta sẽ đến với cả nội dung chính cho ngày hôm nay. À, đầu tiên là liên quan đến uh, BTC. Thì nếu mà chúng ta nhìn Bitcoin ở trên khung ngày ấy thì như mình đã có phân tích cho các bạn ở trong cái video trước là chúng ta đã có đề cập đến việc là cái chỉ báo RSI uh, có cái dấu hiệu đảo chiều phân kỳ khi mà đã cắt lên trên cái đường trung bình SMA. Và sau khi mà tín hiệu này được kích hoạt ấy thì như chúng ta có thể thấy là giá của Bitcoin đã chính thức là đóng đến qua cái vùng cản cứng là vùng 38.000 và hiện tại là đã vượt qua vùng giá 41.000. Và với cái việc giá của Bitcoin vượt ngưỡng 41.000 thì đây chính thức là cái đỉnh mới của năm 2023 và cũng là mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Tức là đã trải qua tới hơn 19 tháng rồi chúng ta mới có mức giá như thế này. Đối với cả nhận định của mình thì có thể xu hướng tăng này nó sẽ tiếp diễn thêm một khoảng nữa nhưng mà khá nhiều bạn đã kỳ vọng rằng là liệu chúng ta có thể đạt được ngay đến cái mốc giá đỉnh cũ 69.000 hay không. Thì thực ra mình nghĩ rằng là Uh, để lên một mạch đến cái vùng này thì bây giờ nó cũng uh, thực sự là nó khá là vô lý. Đầu tiên là nếu mà chúng ta nhìn uh, dưới góc độ là phân tích thuật ấy thì các bạn có thấy là uh, hiện tại chúng ta đang ở cái vùng giá uh, Fibonacci 0.5. Uh, vùng giá này là vùng khoảng 42.000 đúng không ạ? Và một cái điểm nữa đó là chúng ta phải lưu ý là cái chỉ báo RSI nó cũng đang trong cái vùng quá mua một lần nữa. Và trong quá khứ thì khi mà cái chỉ báo RSI này ở trên những khung thời gian lớn ấy mà nó có hai lần chạm vùng quá mua hoặc là quá bán gần nhau như thế này thì cái tỷ lệ đảo chiều sẽ à, tương đối là cao. À, thế nên cái vùng giá 4.000 đô mình cho rằng sẽ là cái vùng giá mà chúng ta sẽ cần phải à, quan sát thật là kỹ. Cũng rất nhiều bạn đang hỏi mình là liệu có nên thoát hàng ở cái vùng giá này hay không. Thực ra câu hỏi này nó sẽ tùy thuộc vào là các bạn à, à, cái khả năng gồng lãi của các bạn như thế nào thôi. Còn à, thực sự hiện tại mình vẫn chưa thoát BTC. À, mình có nói với các bạn là lên 40.000 mình sẽ cân nhắc thoát nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa thoát, mình vẫn đang chờ đợi xem là cái tín hiệu phản ứng của thị trường với cái những cái vùng giá như là không 0 năm cũng như là vùng uh, 42.000 nó sẽ là như thế nào thì mình sẽ uh, đưa ra cái quyết định cụ thể. Các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta hầu uh, được một khoảng thời gian thì cái uh, kết quả nó sẽ vô cùng là ổn oh, đúng không ạ? Tuy nhiên thì mình cho rằng là cái target hiện tại thì chúng ta vẫn còn đang rất là rất là xa so với cái target của chúng ta trong Ờ, cái mùa sắp tới nên là mình nghĩ rằng là cái việc uh, tối ưu là cái việc mà các bạn có thể làm nhưng mà các bạn hãy nhìn lại đúng không ạ trong thời gian vừa rồi nếu mà biết lên 30 mươi ngàn hoặc là lên 35 mươi ngàn hoặc lên 37 mươi ngàn mà các bạn thoát ra để tối ưu thì bây giờ các bạn sẽ lại phải mua lại với cái mức giá là cao hơn như vậy là thực ra không phải là lúc nào chúng ta cũng nên tối ưu bởi vì thị trường trong năm nay mình thấy là nó cũng đã đi tương đối là khác so với cả những cái chu kỳ trước thế nên là nếu mà chúng ta đã có được những cái vùng entry đẹp ấy thì chúng ta cứ bình tĩnh xem xét xem nó là như thế nào thì chúng ta đưa ra quyết định thì cũng chưa muộn chưa Đến đây thì chắc chắn là sẽ có khá nhiều bạn đặt ra câu hỏi là liệu ETF Bitcoin Spot được thông qua thì có thể giúp giá của Bitcoin sẽ tiếp tục tăng nữa hay không. Thì thực ra là chúng ta cũng chưa thể biết được bởi vì nó chưa xảy ra đúng không ạ? Nhưng mà mình sẽ lấy cho các bạn một cái dữ liệu để so sánh với ở trong quá khứ cũng là một cái loại tài sản mà đã từng được thông qua ETF và nó đã tăng trưởng rất là mạnh đó là vàng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quay trở lại cái thời điểm mà ETF vàng được thông qua vào khoảng tháng 11 năm 2004. Tại đây chúng ta có thể thấy là trước đó khi mà cái thông tin liên quan đến ETF vàng được tung ra thì đã có một cái sự FOMO giúp cho giá của vàng tăng liên tục trong năm 6 tháng. Và cho đến khi mà ETF vàng được thông qua đến ngày mùng 1 tháng 11 năm 2004 thì giá vàng vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên thì đã bắt đầu có những dấu hiệu chững lại và điều chỉnh giảm liên tục trong 2 tháng sau đó. À, sau cái giai đoạn điều chỉnh giảm thì giá vàng mới bắt đầu có một sự hồi phục và tăng trưởng mạnh. À, đối với cả Bitcoin thì giai đoạn này chính là cái thời điểm mà trước tháng 11 năm 2004 nếu mà so với vàng khi ETF được thông qua À, và giá vàng của BTC cũng đã có những phản ứng có phần tương đồng khi mà những thông tin liên quan đến ETF Bitcoin Spot cũng đã giúp cho Bitcoin có sự tăng trưởng khá tốt trong năm 2023. Mặc dù vậy thì mình cũng sẽ không khẳng định rằng là Bitcoin sẽ phản ứng tương tự giống như vàng cách đây gần hai thập kỷ. Nhưng mà để mình nhắc lại cho các bạn về bản chất của ETF thì ETF nó như là một cái cánh cổng mở ra giúp dòng tiền bên ngoài đi vào thị trường một cách dễ hơn và trên chạc vàng thì có thể thấy là nó là một cái minh chứng rất là rõ nét. Do đó thì cái sự tác động thực sự của ETF đối với một loại tài sản nào đó nó sẽ thiên nhiều hơn về mặt dài hạn. À, còn nếu như mà ETF Bitcoin Spot mà nó không được thông qua ấy, thì mình cho rằng nó cũng không phải là cái vấn đề gì nó quá kinh khủng. Bởi vì các bạn nên nhớ rằng là trong quá khứ SEC đã từ chối ETF Bitcoin Spot tới hơn 10 năm rồi và thị trường thì vẫn tiếp tục tăng trưởng đúng không ạ nó cũng không có vấn đề gì cả các chu kỳ nó vẫn diễn ra, à, thế nên là thế nên là nếu mà chúng ta nhìn vào mặt tích cực thì nó cũng sẽ là cơ hội để giúp chúng ta tích lũy để mà gom thêm nhiều hàng cho những cái mùa tăng trưởng tiếp theo mà thôi. Ok thì trước khi mà đến với phần tiếp theo thì tài trợ cho viên ngày hôm nay đó chính là sàn giao dịch CoinEx. Đây là sàn giao dịch mà đã tồn tại từ năm 2017 và đến thời điểm hiện tại là đã được hơn 6 năm và trong thời gian gần đây thì CoinEx họ đã có một số những tính năng tương đối nổi bật và họ mới phát triển. Đó là tính năng có tên là Paramindings Auto sellments tức là cho phép các bạn có thể sử dụng tiền giao dịch future một cách hiệu quả hơn. Hạnh tính năng thứ hai đó là tính năng giao dịch future chốt lãi và cắt lỗ nhằm nâng cao hiệu quả giao dịch cũng như là tạo điều kiện để các bạn có thể giao dịch mượt mà cũng như là thuận tiện hơn và nếu như các bạn mà muốn tham gia cũng như là trải nghiệm những cái sản phẩm này các bạn có thể đăng ký bằng cái được link bên dưới phần video bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến một số những thông tin liên quan đến crypto ấy. thì với cái việc mà bitcoin trong khoảng thời gian gần đây có một cái sự tăng giá rất là mạnh thì cũng có rất là nhiều mảng trong thị trường chắc chắn là được hưởng lợi đúng không ạ và một trong những mảng đó chính là những cái thợ đào bitcoin À, cụ thể thì theo như dữ liệu đến từ The Block với lợi nhuận đào Bitcoin hàng tháng thì tính riêng trong tháng 11, à, các công ty khai thác Bitcoin đã tích lũy được tổng doanh thu lên đến 1,16 tỷ đô với 142,19 triệu đô đến từ phí giao dịch. Hiệu suất này thì đã làm gần như là lưu mờ đỉnh cao trước đây đạt được vào tháng 5 năm 2023 với tổng thu nhập là 919,22 triệu đô bao gồm là 125,92 triệu USD phí. Từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2023 thì uh, thu nhập của những cái thợ đào Bitcoin đã trải qua những cái sự biến động và với cái mức phí tăng từ khoảng 17 triệu đô uh, lên mức là 38 triệu đô là cao nhất vào tháng 6. Thì mặc dù là cái tổng doanh thu tháng 11 uh, vượt qua cái số liệu tháng 5 là khoảng 26,19%, tuy nhiên thì giá hash được định nghĩa là doanh thu được tạo ra trên mỗi một cái uh, PTH uh, mỗi giây, mỗi ngày lại thuận lợi hơn vào đầu tháng 5 so với cả giá trị cao nhất của tháng 11 theo như là Bitcoin Hash Price Index họ cung cấp. Cụ thể thì vào ngày 8 tháng 5 năm 2023 thì cái dữ liệu đã tiết lộ rằng là một PH Hash Power có giá trị là 124,17 USD. Ngược lại thì giá trị đỉnh vào tháng 11 được ghi nhận vào ngày 18 và thấp hơn một chút ở mức là 96,36 đô trên mỗi một PH. Nhìn chung thì với cái nhận định của mình thì việc mà đạt doanh thu khoảng hơn 1 tỷ đô la chỉ trong một tháng cũng là một cái phần thưởng khá xứng đáng cho những nỗ lực của họ trong suốt cái thời gian downtrend vừa rồi đúng không ạ? Và đây sẽ là một trong những cú hích để mà cho cái quy mô của những cái thợ đào sẽ ngày càng được mở rộng và thu hút thêm được nhiều thợ đào mới tham gia. Và nó chắc chắn nó sẽ trở thành hiện thực khi mà cái chu kỳ uptrend đang đến gần. Cộng với việc là halving sẽ làm cho độ khó của Bitcoin tăng lên và từ đó thì cái nhu cầu đào cũng sẽ tương tự. Trước khi tiếp tục với cả nội dung chính của video ngày hôm nay thì nếu như các bạn đang là những người mà mới tìm hiểu về thị trường các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu cũng như là các bạn đang tìm kiếm một cái người có thể định hướng cho các bạn trước khi mà các bạn tham gia đầu tư thì các bạn hãy để lại thông tin của các bạn ở đây à, mình sẽ tặng cho mọi người một cái khóa học 4 ngày hoàn toàn miễn phí và chắc chắn là với khóa học này thì các bạn sẽ có cho mình được một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái mùa tăng trưởng sắp tới và với những anh chị mà đang có dự định đầu tư một số tiền lớn trong thị trường cryptocurrency và muốn đồng hành cùng quỹ đầu tư AR Venture thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp với mình qua Zalo thì mình sẽ chia sẻ thêm cho anh chị những cái thông tin chi tiết. Đến phần cuối cùng của video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn một số những cái xu hướng trong ngắn hạn những cái kế hoạch giao dịch để các bạn có thể tham khảo. Thì trong sáng ngày 4 tháng 12 thì với cái việc của Bitcoin đang tăng rất mạnh thì cái plan Bitcoin cập nhật ở trên nhóm thì mình sẽ ưu tiên mở những cái lệnh long nhiều hơn. Cụ thể thì Bitcoin đã đóng nến tuần với tiếp tục là một cây nến tăng và đang được giao dịch ở mức giá là trên 41.000 đúng không ạ? À, vậy nên là cái chiến lược giao dịch của mình sẽ là canh buy ở cái khoảng là 40.000 uh, hai, stop loss sẽ ở 40.000. Còn nếu như mà giá chạm đến cái vùng 42.000 mà có dấu hiệu điều chỉnh giảm mạnh thì cái vùng buy hợp lý lần lượt sẽ là 39.900 và 39.500. À, với cái plan chủ yếu là buy thì trong chiều ngày hôm nay mình sẽ vào một cái lệnh long Bitcoin cho anh em ở trong nhóm với mức entry là 41.400 cho đến 41.300. stop loss thì khoảng 41.100 và đơn bảy khoảng x40. Và cái lệnh này thì mình đang đánh đúng theo xu hướng và theo cái đà tăng của Bitcoin tương đối tốt thế nên là có cái tỷ ROI khoảng 40% cho lệnh này khá là ổn. Với anh em nào mà theo kịp thì chắc là cũng rất ok đúng không ạ? Còn thời điểm hiện tại thì theo một số cái lệnh theo plan Bitcoin của mình thì mình vẫn đang đợi khớp limit thế nên là mình sẽ cập nhật cho các bạn chi tiết ở trên nhóm Telegram. À, các bạn muốn tham khảo, các bạn có thể tham gia bằng cái đường link ở bên dưới phần mô tả Ok, thì đó là toàn bộ nội dung trong video ngày hôm nay à, Mình muốn chia sẻ với các bạn à, Trong ngày mai mình sẽ có một buổi livestream stream để cập nhật cho các bạn chi tiết hơn về xu hướng thời điểm hiện tại à, Chúc các bạn à, sẽ giao dịch thành công trong thời gian tới Xin chào và hẹn gặp lại